2022 là năm thứ 6, Bình Thuận tổ chức lễ công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Năm đầu tiên tổ chức vào năm 2012, định kỳ 2 năm tổ chức một lần, nên việc tuyên truyền phổ biến đến được với nhiều địa phương, doanh nghiệp và cơ sở hơn. Vì vậy, số lượng sản phẩm và doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn ngày càng phong phú qua từng năm. Năm nay, toàn tỉnh có 45 sản phẩm của 23 cơ sở đăng ký tham gia. Ban giám khảo và hội đồng đã bình chọn được 30 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và đăng ký tham gia cấp khu vực phía Nam tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả có 12 sản phẩm, bộ sản phẩm của 11 cơ sở đạt giải cấp khu vực, kết quả cao nhất mà tỉnh ta đạt được trong các kỳ bình chọn cấp khu vực trong những năm qua. Do các cơ sở và doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã kiểu dáng bắt mắt, thu hút thị hiếu khách hàng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quy chuẩn ở từng ngành và lĩnh vực đề ra. May mắn là đợt lọt vô top 12, một trong 12 đơn vị là được cấp khu vực phía Nam. Và được cái danh hiệu này thì tụi em rất là vinh dự và may mắn, nghĩa như là không nghĩ là mình sẽ đạt, và rất là may mắn là đã đạt được cái cấp khu vực. Và tụi em đang, khi mà được cái giải này rồi, được cái vinh dự này rồi thì tụi em sẽ cố gắng phát triển hơn nữa. Tụi em còn muốn là sản phẩm thanh long của Bình Thuận sẽ đến với tay người tiêu dùng cũng như là các bạn trong tỉnh, ngoài tỉnh. Đã nhận được cái giải này, tôi sẽ cố gắng là phải làm sao để sản phẩm này đi đến tay người tiêu dùng của bà con trong tỉnh và lẫn cả nước. Đó là một cái ước mơ của tôi, là tất nhiên cái sản phẩm này nó phải là hiệu quả cao hơn. Theo ban tổ chức, năm nay có 23 cơ sở doanh nghiệp tham gia 45 sản phẩm ở 3 nhóm sản phẩm: thủ công mỹ nghệ, chế biến nông lâm thủy sản và đồ uống, thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí. Trong đó, 10 sản phẩm của 4 cơ sở tham gia lần đầu, còn lại là những sản phẩm của các cơ sở đã đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận ở các kỳ bình chọn trước. Nhận định của ban tổ chức, các sản phẩm tham gia bình chọn năm nay có cải tiến về mẫu mã, bao bì đóng gói, nâng cao tính thẩm mỹ và chất lượng sản phẩm. Trong số này, phải kể đến nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ được các cơ sở đầu tư kỹ lưỡng, thiết kế độc đáo, tính thẩm mỹ cao. Nhóm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm có chất lượng tốt, đa dạng mẫu mã, đảm bảo đầy đủ hồ sơ thủ tục pháp lý. Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có sáng kiến hay, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người nông dân. Thực hiện cái chính sách khuyến công về phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thì đối với các sản phẩm đã được công nhận thì chính sách sẽ có cái ưu tiên hỗ trợ phát triển, tạo điều kiện cho sản phẩm tiếp tục phát triển, trong đó là hỗ trợ về công tác quảng bá, thông tin tuyên truyền, hỗ trợ về cái đầu tư máy móc thiết bị, hỗ trợ về đổi mới bao bì sản phẩm và cái hỗ trợ về cái công tác quảng bá xúc tiến thương mại để phát triển cái thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thưa ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Sở Công Thương đã trao tặng giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 12 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022. Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là động lực rất lớn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tích cực hơn trong việc thiết kế, sáng tạo ra những mẫu mã mới, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh nhà. Đồng thời là cơ hội giới thiệu các thành tựu phát triển mặt hàng truyền thống, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, nghiên cứu mở rộng thị trường, thu hút đầu tư với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.